Kính chào quý vị. <laughs> Mời quý vị nghe tiếp bài à, tháng 11. Chợt nhớ đến vài bài thơ thời diễm của tác giả Phùng Quân. À, đây là bài mà Ly đọc trong cái tập mà có tên là 1963-2013, 50 năm nhìn lại, tập 3, tuyển tập của 99 tác giả và những lời phê phán của 100 nhân chứng về chế độ Ngô Đình Diệm, nhà xuất bản Thiện Trí Thức. À, cái nhà xuất bản Thiện Trí Thức này ly nghĩ là ở bên Mỹ. Và 100 nhân chứng này là những người sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. À, mời quý vị nghe bài à, tháng 11 chợt nhớ đến vài bài thơ thời diệm của Phùng Quân bài này ly thấy rất là hay ngô đình diệm đã chết gần nửa thế kỷ nhưng tương lai của con chiên ngô đình diệm dưới bàn tay phù thủy của vatican thì vẫn còn nhiều hứa hẹn thật vậy ý đồ của vatican là về mặt đạo Diệm sẽ được nhào nặn vẽ vời để bơm lên thành một thánh tử đạo công giáo việt nam như các thánh phản quốc đã từng được giáo hoàng doan paulo ii hối hả và ồ ạt thâu ngắn mọi thủ tục bất chấp sự thật lịch sử bơm lên 117 con chiên tây ta chỉ trong một năm 1988 À, cho nên ông tướng đỗ mậu và mấy ông lê trọng văn mới nói câu là à, giờ, trải qua 500 năm tiền nhân chúng tôi theo đạo và đã có nhiều vị tử đạo nhưng chúng tôi không lấy làm vinh dự trái lại chúng tôi cảm thấy à, nhục nhã khi bởi vì tiền nhân chúng tôi đau xót lấy làm đau xót vì tiền nhân đã, đã đã chết cho một cái tà đạo mà ngày nay loài người đang lớn tiếng nguyên rủa nó đó là trích trong cái bức thư gửi cho giáo hòn đó thưa quý vị mời quý vị nghe tiếp nha về mặt đạo diệm sẽ được nhào nặn vẽ vời để bơm lên thành một thánh tử đạo công giáo việt nam như các thánh phản quốc thánh trong ngoặc kép nha quý vị như các thánh phản quốc đã từng được giáo hoàng john John Paulo II hối hả và ồ ạt thâu ngắn mọi thủ tục Bất chấp sự thật lịch sử bơm lên 117 con chiên Tây Ta Tức là cả người nước ngoài, cả người Việt trong một Chỉ trong một năm 1988 Hành động gấp rút này là để cứu nguy và hà hơi tiếp sức cho cái giáo hội Việt Nam lúc đó đang bị tơi tả trong nước và tan tác ngoài nước. Tức là phong thánh cho bọn này là để vực dậy cái tinh thần của bọn nó đó quý vị, để tiếp tục hăng chống cộng hăng hơn để được được làm thánh đó, quý vị. Còn trường hợp thánh tử đạo diệm tương lai là độ là để tô son, trét phấn cho cái tội gần 400 năm theo Tây Phản Quốc của lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam. Về mặt đời, Diệm sẽ được rửa mặt và đánh bóng để làm một biểu tượng chính trị, hầu xây dựng lực lượng Công giáo và tập hợp các lực lượng chính trị, chính trị vệ tinh, loại đối kháng trong nước hay liên tôn chống cộng ngoài nước. Để bây giờ thì tìm cách thanh toán thế lực đương quyền tại Hà Nội và tương lai thì lại thiết lập một chế độ diễm không diễm để công giáo hóa nhân dân Việt Nam à, Ly nhắc lại đây là bài viết của tác giả cũng từng là chống cộng nhé quý vị nhưng cũng là chống diễm Tương lai hai vế đạo đời đó phù hợp hoàn toàn với sách lược bành trướng đạo công giáo tại Á Châu đã được huấn thị trong tông huấn giáo hội tại Á Châu vào năm 1999 đồng thời hình ảnh tương lai đó cũng sẽ nuôi dưỡng và khích động được đám con chiên Việt Nam ở hải ngoại đang trao đảo trước tình trạng mục rã và thoái trào của giáo hội công giáo trên toàn thế giới mà cao điểm là đại biến cố hơn năm ngàn linh mục sách nhiễu tình dục gần mười 000 nạn nhân ấu dâm trên hai mươi sáu quốc gia kéo dài trên nửa thế kỷ đó là ý đồ tôn giáo và thế cờ chính trị của Vatican mà ai tinh mắt một chút thì đều biết. Vì thế nên từ gần 10 năm nay tại hải ngoại ta thấy một phong trào tâm lý chiến mà các linh mục thì xảo ngôn về văn hóa như ông trời trong tín ngưỡng và phong tục Việt Nam vốn là hình ảnh Chúa trời trong cổ ước hay Nguyễn Du được gợi hứng từ Kinh Thánh để sáng tác truyện Kiều. Còn các con chiên loại Lâm Lễ Trinh, Nguyễn Văn Lục, Tú Gàn Nguyễn Cần, Cao Thế Dung, Tôn Thất Thiện và đám lao nhau mới nổi như Chu Tất Tiến, Minh Võ, Nguyễn Lý Tưởng vân vân thì pha chế tài liệu ngụy trang nhân chứng để xuyên tạc và viết lại lịch sử thời đệ nhất cộng hòa phong trào này dĩ nhiên chỉ huy động được các con chiên múa may ngồi viết mà thôi còn những thành phần khác của dân tộc thì tuyệt đại đa số chẳng ai thèm tham dự vào cái màn phịa sử bất lương này cả hai luận điệu của đám sử gia hoài ngô này thường dùng là một phong trào phật giáo chống diệm là do cộng sản lãnh đạo còn tướng lãnh lật đổ diệm là tay sai của cia cả hai phối hợp với nhau để giết ông diệm vì ông diệm bảo vệ quyền tự quyết chống lại mỹ đây là một luận điệu vừa phi lịch sử vừa ngu ông diệm đã được mỹ bồng về kinh viện quân viện đổ vào miền Nam như thác cho Diệm làm con cờ xây dựng tiền đồn chống cộng. Đầu năm 1963 đã công khai có 16.000 cố vấn Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Đến lúc vì độc tài thối nát nên bất lực không đóng nổi vai trò con cờ nữa, lại phản chủ bắt tay với kẻ thù cộng sản nên bị chủ dẹp đi thì đó là thân phận đương nhiên của kẻ từ đầu đã chịu nhận làm con cờ cho ngoại bang. Tự quyết chỗ nào càng nói càng thêm nhục. Thật ra thì Mỹ không dẹp cũng không được, vì nhân dân miền Nam chống cộng, trong đó có Phật giáo, muốn như thế đó là tất cả cái dynamic của chính trị miền Nam trong 4 năm. 1960 1961 1962 và 1963 không có lòng công phẫn cuồn cuộn của toàn quân toàn dân miền Nam thì chẳng thế nào chẳng cộng sản nào cũng chẳng phật giáo nào một mình lật đổ được triều đình diệm nhu cần với một đảng cần lao sắt đá năm cơ quan công an mật vụ tàn bạo bốn đoàn thể quân chúng và một giáo hội công giáo thiên la địa võng cả chỉ trong tám năm cầm quyền từ 1955 đến 1963 mà đã 7 lần bị phe cùng chiến tuyến chống đối. Nghĩa là hầu như năm nào cũng có chống đối, tức là tức là tức là gọi là gọi là uh, gì? Uh, đảo chính á quý vị. Nghĩa là như nghĩa là hầu như năm nào cũng có chống đối thì đủ biết dù có mỹ và vatican sau lưng diệm đã chết trong lòng quân dân miền nam từ lâu rồi nói như nhà văn doãn quốc sĩ mỹ chỉ đến để lượm cái xác của diệm mà thôi hai vì lật đổ ông diệm cho nên mất nước vào tay cộng sản đấy là câu nói của bọn con chiên cờ vàng và đây là lời trả lời của tác giả làm như ông Diệm bị đổ năm 63 Thì đến năm 65 đã phải tháng tư gãy súng Tháng tư gãy súng là tác một tác phẩm của hình như của của Huy Đức hay sao à, làm như làm như ông Diệm bị đổ năm 63 thì đến năm 65 đã phải tháng tư gãy súng rồi. Tương quan nhân quả dĩ nhiên là có, nhưng sự kiện lật đổ Diệm sau 12 năm dài và phức tạp từ 1963 đến 1975 không phải là cái nhân chính yếu và duy nhất dẫn đến sự sụp đổ của miền Nam vào năm 75. Ta biết rằng đệ nhị Cộng Hòa kéo dài được những 12 năm thăng trầm. Vậy thì mất nước chủ yếu là tại vì những yếu tố gì khác trong 12 năm dài đó chứ không thể giản lược quy về chỉ một nguyên nhân lật đổ ông Diệm từ hơn một thập kỷ trước như nhóm hoài ngô gian xảo ngụy biện ngược lại là khác nếu ông Diệm còn tại vị thì miền Nam đã tiêu tùng ngay sau khi Ngô Đình Nhu lén lút quân dân miền Nam và đạp lên hiến pháp nhân vị chống cộng 1956 để đi đêm với đồng chí Phạm Hùng từ năm 1963 rồi. Tác giả bỏ chữ đồng chí trong ngoặc kép. Nhưng khổ một nỗi là hai điều ngụy biện đó vẫn có người nghe vì ở hải ngoại không phải ai cũng chịu khó nghiên cứu biết cách tìm tòi và xử, xử lý tài liệu và nhất là và nhất là chịu suy nghĩ đã thế tuyệt đại đa số các cơ sở truyền thông đều do công giáo khống chế tạo thành một bệ phóng để tung hỏa mù lịch sử đầu độc người đọc ngoài ra những cái gọi là nghiên cứu lịch sử này bao giờ cũng được bảo chứng bằng những con dấu chống cộng to tổ bố và cái nón cối phất phơ trên đầu để uy hiếp những ai dám phản biện lại họ tuy nhiên nỗ lực bất lương chính trị và mạo hóa lịch sử đó của các con chiên vatican dù có thuyết phục được một số người nào đó trong một khoảng thời gian nào đó thì cũng không thay đổi được lịch sử và nhất là không thay đổi được bản án mà dân tộc đã dành cho chế độ diệm nhân chứng lịch sử và vong linh những nạn nhân của chế độ diệm cả quốc gia lẫn cộng sản còn nằm trên bàn thờ hương khói hầu như khắp miền nam cũ số lượng tài liệu cả bằng việt ngữ và ngoại ngữ trong cũng như ngoài nước còn tràn đầy ra đấy đặc biệt có một mảnh tài liệu mà người viết cho rằng có giá trị trung thực và lâu bền nhất đó là thơ văn và phong trào và phong giao truyền tụng trong dân chúng vào thời gian đó những tài liệu này thì trung thực vì mô tả sự kiện có thực ngay thời điểm vừa xảy ra và lâu bền vì được nhân dân chấp nhận có đãi lọc rồi học thuộc lòng mà truyền khẩu vượt thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác và ly hy vọng ly đọc lên đây để ôn lại để cho những người mà còn mơ hồ để cho những kẻ áo đen uh, quả đen áo trùng đen ở dòng chúa cứu thế ở các nhà thờ hàng năm vẫn ra làm rổ cái thằng bảo chúa miền bảo chúa Ngô Đình Diệm này hãy biết rằng chúng mày đang tôn thờ một thằng bảo chúa mà bị uh, lịch sử thế giới ghi vào là một uh, nó là tên bảo chúa tàn ác nhất lịch sử loài người người viết bài này đã gần 70 tuổi, hiện ở Mỹ, chỉ căn cứ trên trí nhớ của mình và vài người bạn cùng trang lứa, cộng thêm cái tủ sách Việt ngữ của người con rể mà hôm nay cũng có thể ghi lại được một số bài thơ và câu vẻ không bao giờ quên về chế độ diệm để gửi đến Vatican với lời khuyên đừng xía vô chuyện của dân tộc Việt Nam nữa. Gần 400 năm đào tạo con chiên Việt Nam, cúi đầu làm đạo quân thứ năm cho giặc ngoại xâm chưa đủ hay sao? Văn hóa nào đã tạo đã tạo nên con người chính trị Ngô Đình Diệm? con người ông diễm là tổng hợp của ba chiều kích văn hóa văn hóa phong kiến tống nho văn hóa công giáo thời trung cổ tức là cái thời mà được coi là thời thời đại đen thời kỳ đen tối đó cũng quý vị à, li nhớ cái câu thơ gì nhỉ công giáo bạn bản chất mê lợi danh tôn thờ bạo lực với chiến tranh có có dịp thánh tòa tìm cách vét thừa cơ đạo chúa hốt quyền hành giáo hoàng cướp bóc và dâm tặc uh, chúa cha ham của khoái gái trinh uh, ly nhớ nhiều lắm nhưng mà tạm thời cứ bất chợt thôi trong đó ứng xử chính trị của ông Diệm à, xin lỗi lê đọc lại văn hóa nào đã tạo nên con người chính trị Ngô Đình Diệm con người ông Diệm là tổng hợp của ba chiều kích văn hóa văn hóa phong kiến tống nho văn hóa công giáo thời trung cổ và văn hóa tây thuộc địa tức là có cả cái ác của thời pháp và văn hóa tây thuộc địa trong đó ứng xử chính trị của ông quan ngô đình diệm là phần thể hiện rõ nét nhất ba thuộc tính này vì vậy mà khi nói đến chế độ ngô đình diệm thì người việt nam gọi ngay bằng hai chữ ngô triều Ông Diệm lớn lên và được đào tạo bởi những quan lại già nua lạc hậu Không theo kịp với dân trí mỗi ngày một tiến bộ Và đa số những vị quan này là những nịnh thần tham nhũng làm tay sai cho Pháp Bài thơ của cụ nghè ngô đức kế dưới đây Đủ nói lên cái tư cách cu ly của lớp quan lại áo mão xanh sang này Đây là bài thơ của À, Ngô Đức Kế nha Của cụ Ngô Đức Kế nha quý vị Cu ly đành phận chớ ra oai Chuyên chế ăn quen thói cũ hoài Quân chủ cờ bay vui trước mắt Dân quyền trống đánh chán bên tai Bài liêm bảo hiểm khoe tài trí Huệ thủ thông minh gọi bất tài Cấm hết công môn tiền hối lộ Ngoài ra tiềm để mặc lòng ai Bài Liêm Huệ Thủ là tên bốn vị thượng thư Mà bài là ông Nguyễn Hữu Bài Người đỡ đầu cho ông Diệm Và Huệ là ông Thân Trọng Huệ Ông ngoại của bà Ngô Đình Nhu Trong cái môi trường rào hiểm bất tài Công môn tiền hối lộ đó Mà anh em dòng họ Ngô Đình Lại thăng quan tiến chức vượt bậc trong chế độ phẩm trật phong kiến phức tạp và nặng nề đó mà ông Diệm mới 33 tuổi đã làm thượng thư đầu triều tương đương với thủ tướng thì hẳn phải nhờ một lý do đặc biệt nào đó lý do đặc biệt đó đã được giới quan trường đương thời thú vị làm thơ chế diễu vây cánh ngô đình như sau làm quan nam triều lênh đênh chiếc bách buổi ba đào Chèo lái xem chừng khó biết bao Tôi tớ mấy người dâng lễ hậu Quan thầy mấy kẻ nặng hầu bao Chật trong bề hoạn thêm mình nữa Theo hết rừng hàn biết kiếp nào Vây cánh ngô đình ghê gớm thật Mềm lưng, dẻo gối Chóng lên cao Tức là uốn uốn lưng nịnh bợ quý vị vây cánh ngô đình chủ yếu gồm những ai gồm ngô đình khả nguyễn hữu bài thân trọng Huệ mà con đường hoạn lộ là những bước làm tay sai đắc lực cho hai thế lực là bộ máy thực dân đô hộ pháp và hội truyền giáo hải ngoại paris bản chất chế độ diệm dưới thời đệ nhất cộng hòa đường công lý thì đi một chiều đường tự do thì cấm xe xích lô xe đạp còn cổng chính của tòa án thì bị đóng kín thường dân phải đi cổng bên nên thời đó có câu truyền tụng lúc đầu còn ở sài gòn nhưng sau lan ra khắp nước rằng công lý một chiều tự do hạn chế tòa án đi cổng hậu mỉa mai ấy. Những câu này là mỉa mai lắm đó thưa quý vị Để mô tả nền độc tài và xã hội bất công của chế độ lúc đó Một chế độ tuy gọi là Cộng Hòa với tam quyền phân lập Nhưng thực tế là do một gia đình phong kiến và cuồng tín thao túng mọi định chế và sinh hoạt của quốc gia. Vì thế mà từ đầu năm 1961, dân chúng miền Trung đã âm thầm viết thành bản án lịch sử để lại cho hậu thế đời đời qua hai câu ra câu ca giao truyền miệng về bốn nhân vật trụ cột của gia đình đó nhà ngô có bốn gian hùng diễm ngô nhu ác cẩn khùng thục điên bản chất của chế độ và chân tướng của cấp lãnh đạo lại càng hiện rõ hơn vào hai tháng hai vào tháng 2 năm 1962, trong và sau khi dinh độc lập của anh em Ngô Đình Diệm bị hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Văn Cử oanh tạc. Ông Nguyễn Đôn Dư, bút thiệu Quỳ Âu ở Thừa Thiên đã ví sự kiện này như tình trạng cháy nhà ra mặt chuột và đã bí mật phổ biến bài thơ sau đây trong vòng bạn bè. Cháy nhà ra mặt chuột. Đục khoét xưa rầy núp ở đâu Cháy nhà thấy chuột chạy lao lao nhau Dương oai bà hỏa vừa lên mái Khiếp vía ông thiên vội ló đầu Rương cột rã rời phơi mặt địa Cống trù quay quắt chồng hàm râu Tai bay vạ gió đà ra rứa Chỉnh nếp giòm vô đã sạch lầu rồi đến mùa hè năm 63 Sau 9 năm kìm kẹp nhân dân miền Nam Và đẩy đại bộ phận quần chúng vào vòng tay mặt trận giải phóng Đồng thời làm tiêu hao sinh lực quốc gia Gia đình ngô đình Phóng tay đàn áp Phật giáo và định dứt điểm tôn giáo này tức là định tiêu diệt hẳn Phật giáo quý vị ít nhất là trên nước Việt Nam với kế hoạch nước lũ đêm 20 tháng 8, ngày 22 tháng 8 với tư cách là ngoại trưởng của chính phủ Diệm, ông Vũ Văn Mẫu cạo trọc đầu và sau đó từ chức ngoại trưởng để phản đối nhà Ngô. Ông Mẫu cạo trọc đầu. À, bác Hiệp Nguyễn à, kể cho Ly nghe là ông Mẫu đã cạo trọc đầu để phản đối cái cái chính sách của Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo Cảm phục khí phách và phong độ kẻ sĩ Vũ Văn Mẫu Ông Hoàng Đại Sâm tức ti sĩ, thi sĩ Hoàng Hoa Trang Một nhân viên cao cấp Bộ Ngoại giao Bèn nhờ bạn là ông Võ Khắc Văn Viết cho mấy chữ Hán để khắc vào bức hoành phi Tặng cho vị chỉ huy khả kính của mình Ông Văn bên viết bốn chữ ngoại vật hoàn giao vừa có chữ của nhà phật vừa có chữ ngoại giao vừa nói lên được ý nghĩa thâm thúy của một hành động đầy triết lý sâu sắc hành động cạo trọc đầu á sau khi viết cho bạn bốn chữ để tặng vị bộ trưởng vì chính nghĩa mà cạo đầu từ quan võ khắc vân cảm xúc trước một biến cố vừa đau thương vừa chua chát bèn làm một bài thơ ghi lại một sự kiện lịch sử có tính cách giai thoại làng nho hầu lên án ngô triều để làm gương cho hậu thế bài thơ này may mắn được một bạn thân của ông võ khắc văn hiện ở hải ngoại còn nhớ viết lại rồi gửi cho tôi để để hiện diện trong tập hồi ký này tranh thời sự 1963 chín năm bốn bận tráo quân bài lừa lọc toàn tay dễ khiến sai hót cụ thuần lương mồm mép mồm bếp xếp ôm bà hiếu nghĩa miệng lai rai vĩ đem hiến cố màu xanh trẻ khương ước dâng cha áo đỏ dài riêng mẫu cạo đầu tâm bị bắt Hỏi hàng khanh tướng đến phiên ai? Bài thơ nhằm mô tả và đánh giá bản chất của chế độ qua những nhân sự tay sai mà trong 9 năm cầm quyền nào là cụ diệm, nào là bà nhu, nào là cố vấn nhu, nào là cha thục dù có muốn tráo trở quân bài thì cũng chỉ dùng toàn những tay dễ khiến sai như các bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần, Bùi Văn Lương, Ngô Trọng Hiếu, Huỳnh Hữu Nghĩa cũng bị liệt vào hạng lừa lọc là Cao Xuân Vĩ, tổng giám đốc Thanh Niên Cộng Hòa áo xanh và Nguyễn Xuân Khương, đại biểu chính phủ trung chính phủ Trung Việt đã quyết liệt đàn áp Phật giáo để cha thục được mặc được mặc áo hồng y màu đỏ trong hàng khanh tướng sạch dơ lẫn lộn đó chỉ còn ông Vũ Văn Mẫu là khí tiết, khí tiết từ chức và bác sĩ Phạm Biểu Tâm khoa trường Đại học Y khoa Sài Gòn công phẫn chống đối nên bị mật vụ nhà Ngô bắt tội ác của chế độ công an trị Ngô Đình Diệm nói đến chế độ Ngô Đình Diệm là nói đến chế độ gia đình trị chế độ công giáo trị và dĩ nhiên công an trị ở ngoài trung ngô đình cẩn có cho tân trang chín cái hầm chứa vũ khí của quân đội nhật dưới đất ở ngoại ô thành phố huế để nhốt tù chính trị nhốt phật tử và nhốt những kẻ mà cẩn định làm tiền ái huyên một nữ sinh đồng khánh huế nạn nhân của cẩn trong khi bị giam ở chín hầm đã sáng tác bài thơ như sau trước phong cảnh hữu tình ai có biết rằng nơi đây địa ngục trần gian nơi chứa chấp một chế độ bạo tàn và cạnh đấy là cung vàng điện ngọc du khách hỡi dừng lại đây nghe tiếng khóc của oan hồn tử sĩ chết đau thương những nấm mồ vô chủ suốt đêm trường như quần quại theo từng cơn gió buốt trên trên nệm ấm kẻ bạo tàn đâu có biết bao thân người chui rút dưới tanh hôi và nghe đồn và nghe hồn khóc kể mãi không thôi trong hệ th nhà ngục chín hầm đó của Ngô Đình Cẩn ghê rợn đến nỗi, trong bài thơ Vịnh Chuồng cọp, một ẩn sĩ ở Huế đã đã tặng cho ông Cẩn một hỗn danh để lưu truyền lại cho hậu thế. Một kiếp tàn hung hùng xám đó, muôn dân ghê rợn ác ôn này, tức là ghê rợn Ngô Đình Cẩn, ác ác ôn Ngô Đình Cẩn các quý vị. Trong khi đó, thì tại Sài Gòn gần sở thú đô thành Ngô Đình Nhu cho xây trại giam B42 để tra khảo những thành phần quốc gia đối lập với chế độ một trong những người đó là cụ Trần Văn Hương một trí thức uy vũ bất năng khuất của miền Nam và sau này là tổng thống một tuần từ 21 đến 28 tháng 4 năm 75 Tức là ông Hương này cũng bị Ngô Đình Nhu giam ở B42 Đã từng cùng với 7 nhân sĩ khác Ký bản tuyên bố Caravan Để phản đối chế độ diệm Ngồi trong tù Mỗi lần hồi phục được một chút tàn lực Sau những lần thẩm vấn và tra tấn Cụ Hương thường làm thơ để giết thì giờ Ngồi tù một lũ Bài thơ có tên Ngồi Tù Một Lũ Này anh, này cụ, này là chú Lóc cóc vào đây ngồi một lũ Những tường buồn như chó mất nhà Nào ngờ vui quá bàn xôm tụ Thân này dẫu vướng trốn lao lung Nỗi ấy vẫn ghi trong phế phủ Xuống chó lên voi lắm chuyện đời Xưa nay diễn biến bao nhiệm vụ và hãy nghe cụ Hương tả cảnh nhà ngục B42 để thấy chế độ diễm đã đầy đã đầy đọa người quốc gia như thế nào. B42 sở thú. Danh đồn khét tiếng đã từng nghe. B42 đúng thiệt nè. Điện tụ bình quay kêu ới ới. Xà bông nước đổ nuốt the the Tức là đổ xà bông vào mũi vào bụng Ly đọc lại nhé Danh đồn khét tiếng đã từng nghe B42 đúng thiệt nè Điện tụ bình quay kêu ới ới Xà bông nước đổ nuốt the the Tra đi tra lại kinh chưa hả Khai tới khai lui mệt quá hè Cụ cố cậu trù ma trổ ngón Thân tù dưới búa lại trên đe Ghi chú nè quý vị Cụ là ông Diệm Cố là ông Nhu Cậu là ông Cần Trù là trù yểm Ma trổ ngón là bọn mật vụ cần lao trổ tài tra tấn Ly đọc lại cụ cố cậu trù ma trổ ngón thân tủ dưới búa lại trên đè bài hịch hai tội chế độ năm 1960 khi binh chủng nhảy dù tiến hành cuộc binh biến tại sài gòn để đình lật để định lật đổ chế độ diệm thì trong hàng ngũ của họ có sự tham gia của một số đảng viên của các đảng phái quốc gia yêu nước nhất là các đảng có gốc gác tại miền Trung. Tại Quảng Nam, một cán bộ cấp cao của Việt Quốc là ông Duy Nghĩa đã làm sẵn bài hịch để khi cướp được chính quyền thì sẽ tung ra kêu gọi toàn dân đứng lên cứu nước. Nhưng chẳng may cuộc đảo tránh bất thành Bài hịch bị chôn vùi trong bóng tối của bí mật Cho mãi đến sau ngày mùng 1 năm tháng 11 năm 63. Bài hịch mới được phổ biến. Tôi được một đồng chí của ông Duy Nghĩa là ông Lê Nguyên Long hiện sống tại Hoa Kỳ trao lại cho một bản sao của bài hịch này. Xin ghi lại đây như một sử liệu để lưu truyền. Hãy đứng lên, đứng lên như Vũ Bão, răng nghiến răng, tay nắm chặt vung tràn, mắt long lên, hùng khí ngập không gian cho điếng lạnh thứ tham tàn cẩn diệm vạn cánh tay giơ đây cùng tuốt kiếm để lòe lên chính nghĩa chính nghĩa của non sông để lòe lên tình đoàn kết nhiệt nồng muôn màu sắc quốc gia non nước việt hỡi những ai những con người khí tiết đang trong tù hay đau khổ trùng chân hãy khuất thân hay khuất thân sống tạm bợ nhục nhằn hãy đứng dậy giờ vinh quang lâm trận như thác đổ mưa nguồn chớp sấm như đào điên một vũ trụ hôm nay hớp men nồng cách mạng máu cuồng say xưa sát đát ngày nay ta sát địch Xưa sát đát tức là ngày xưa thời nhà Trần chống Mông Nguyên á, Thì quân lính nhà Trần đều à, à, khả thích vào tay hai chữ là sát thát, sát đát Hỡi muôn tim lặng nghe lời truyền hịch Nước diệt vong vì cộng sản bạo tàn Nước nguy vong vì lũ diệm tham gian Gây nghiêng ngửa cơ đồ tuy nửa mảnh muôn tim muôn tim cùng nhau sát cánh đạp phăng phăng chướng ngại lũ xài lang để cùng nhau trong cách mạng huy hoàng cùng xây dựng một chánh quyền vì dân tộc một chánh quyền công bộc với tự do dân chủ được nêu cao nhiệm ý thiên chúa ông diệm và những người đồng đạo của ông tin rằng mọi sự trên đời đều do chúa định đoạt nhưng khi gặp những sự kiện cực kỳ vô lý không thể giải thích được, như vì sao Chúa lòng lành mà lại tạo ra dịch hạch giết hàng vạn người, hoặc tại sao giáo hoàng có Chúa Thánh thần che chở mà vẫn phải đi và mà vẫn phải di hành bằng xe bọc thép chống đạn thì họ lại cho rằng đó là ý muốn mầu nhiệm của Thiên Chúa. Loài người không thể hiểu được. Vì vậy mà cuối những bài diễn văn chính thức gửi quốc dân đồng bào, bất chấp 93% dân chúng không tin vào Chúa, ông Diệm vẫn luôn luôn kết thúc bằng câu Xin Thượng Đế ban phước lành cho chúng ta. Thượng Đế cái quần què <laughs> Nhưng mặc bao nhiêu là nhưng mặc bao nhiêu cầu xin của chính ông và đồng đạo thì cuối cùng ông vẫn chết thê thảm đúng luật nhân quả biết sẽ chết như thế nhiệm ý của thiên chúa nhưng trước đó ông vẫn cãi lời chúa của ông với lời trối trăng cho tàn dư của ông rằng nếu tôi chết thì trả thù cho tôi một nhiệm ý thiên chúa khác là sau ngày cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 63 một trong các biểu tượng của chế độ là tượng hai bà trưng bên bến bạch đằng tại sài gòn đã bị sinh viên và dân chúng kéo đổ sập đây là bức tượng tạc hai bà trưng nhưng từ khuôn mặt cho đến vóc dáng thì lại giống như bà nhu và con gái ngô đình lệ thủy bà nhu là đệ nhất phu nhân là thủ lãnh lực lượng phụ, phụ nữ bán quân sự là chủ tịch phong trào phụ nữ liên đới và nhất là vợ ông cố vấn thét ra lửa trong dinh độc lập nên bà nghĩ bà và con gái nếu không hơn thì cũng bằng hai bà trưng trưng trắc trưng nhị láo khoét thật chứ khởi nghĩa chống quân Hán và dẹp yên 65 thành ở đất Lĩnh Nam nên bà đáng được dựng tượng cho nhân dân miền Nam tôn thờ và đây là tượng mà bị người dân bị sinh viên giật tự ai có bà Trưng mà đầu tay như vậy quý vị đó, đó, Đấy là đầu bà Lễ Xuân đó. À, Trước hành động kiêu căng vô văn hóa đó của bà Nhu Nhà thơ Đông Hồ đã có bài thơ Tượng ai đâu phải tượng bà Trưng như sau Tượng ai đâu phải tượng bà Trưng Tóc uốn lưng eo kiểu lỗ lăng Đón gió lại qua người ướn ẹo Chờ chim nam bắc dáng tung tăng Khuynh thành mặt đó y con ả à, Điêu khắc tay ai khéo cái thằng chót vót đứng cao càng ngã nặng có ngày gãy cổ đứt ngang lưng đây một hình xưa nhục nước non thay hai hình mới đứng thon von mình ni lông sát lưng eo thắt ngực xú chiêng nâng vú nở tròn tưởng đứng hiên ngang em với chị hóa ra dìu dắt mẹ cùng con dòng sông bến nghé dòng sông hát lưu xú lưu phương tiếng để còn ngoài ra khi nhìn gia đình họ ngô tán ra bại sản để tiếng xấu muôn đời không biết có do ý chúa không nhà văn lão thành lãng nhân phùng tất đắc đã ví von anh em mông diệm từ em ruột đến em dâu như giặc hoàng xào một đám giặc cỏ ở tỉnh sơn đông cuối đời nhà đường bên tàu ngô trào Trải qua một cuộc bể dâu Trong vời cố quận biết đâu là nhà Khéo oan gia của phá gia Này là em ruột, này là em dâu Cửa nhà dù tính về sau Nghìn năm ai có khen đâu hoàng xào Vì là một loại hoàng xào Nên dù ông Diệm không chết Trong ngày chế độ ông bị lật đổ Thì ông cũng đã chết trong lòng dân tộc từ lâu rồi cái chết của ông diệm là một sự sụp đổ thê thảm của danh phận phẩm giá thê thảm đến độ học giả lãng nhân phùng tất đắc và nhân sĩ hoàng trọng thược đã phải ghi vào sách sử lời lên án năm anh em nhà ngô bằng những câu thơ nghìn năm bia miệng để lại muôn đời vùi nông đôi nấm giữa đêm sâu mười thước sau chùa đủ bể dâu ba cổ quan tài bốn lỗ huyệt năm thằng trời đánh một con màu mới vừa ham sáu còn nguyên thủ mà đến mùng hai đã vỡ đầu cái chữ còn nguyên thủ hay lắm nha quý vị tức là vừa là nghĩa đen là còn nguyên thủ quốc gia mà cũng nghĩa bóng là cái đầu còn nguyên nhưng mà đến đến mùng hai thì đã vỡ đầu mới vừa hăm sáu còn nguyên thủ mà đến mồng hai đã vỡ đầu bảy tám thu trường ngô với đĩ ngô thì chín rụng đĩ chơi đâu ghi chú năm thằng năm thằng trời đánh một con màu năm thằng là các ông thục diệm nhu cần và luyện và con màu là trần thị lệ xuân tức bà nhu chép và đọc lại mấy bài thơ trên để thấy một khi dân tộc đã lên tiếng rằng nhà ngô có bốn gian hùng diệm ngô nhu ác cẩn khùng thục điên và nước nguy vong vì lũ diệm tham gian gây nghiêng ngửa cơ đồ tuy nửa mảnh thì nỗ lực của đám tàn dư hoài ngô tại hải ngoại càng theo lệnh vatican đánh tráo lịch sử thì càng làm rõ thêm căn tính nô lệ phi dân tộc của họ mà thôi thật là tội nghiệp phùng quân long bách cuối tháng 10 năm 2010 hết rồi thưa quý vị